ứng dụng tạo ảnh khỏa thân giả đã ngừng hoạt động. Chưa đầy 24 giờ sau khi gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn, ứng dụng DeepNui sử dụng AI để tạo ra những bức ảnh khỏa thân giả đã ngừng hoạt động. Nhóm phát triển DeepNui cho biết, họ không mấy quan tâm đến dự án này, cũng như khẳng định việc DeepNui bị những kẻ xấu lạm dụng là rất cao. Điều này đồng nghĩa với việc ứng dụng tạo ảnh khỏa thân giả DeepNui sẽ không còn được chào bán cũng như sẽ không ra mắt các phiên bản. Mới nữa, nhóm này cũng đưa ra cảnh báo người dùng không nên chia sẻ trực tuyến phần mềm này vì sẽ vi phạm điều khoản dịch vụ của ứng dụng. Mặc dù họ thừa nhận chắc chắn đã có một số bản sao được tung ra, trước đó, Deep偽 đã thu hút sự chú ý trên nhiều diễn đàn mạng vào hôm qua khi nó được phát hiện bởi MazerBot. Ứng dụng này có thể hoạt động được trên Windows và Linux, sử dụng AI để biến một bức ảnh phụ nữ thông thường thành ảnh khỏa thân giả mạo. Với phiên bản miễn phí, trên bức ảnh giả được tạo ra sẽ đóng dấu ảnh giả, trong khi phiên bản trả phí thì cảnh báo ảnh giả nhỏ hơn nằm ở một góc có thể dễ dàng xóa hoặc cắt đi. Việc xử lý các bức ảnh bằng kỹ thuật số đã có từ lâu, nhưng điều đáng chú ý là deep nguy có thể tạo ra những bức ảnh nguy giả mạo chỉ trong vài giây và bất kỳ ai cũng có thể làm được những kẻ xấu có thể lạm dụng nó để quấy rối phụ nữ